3 nguồn protein thực vật giúp phân hủy gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ là tình trạng chất béo tích tụ quá nhiều trong gan, dẫn đến bệnh gan. Do đó, chúng ta cần có chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Củ cải. Thường xuyên ăn củ cải có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo và làm giảm hàm lượng chất béo trong cơ thể. Trong củ cải còn có rất nhiều protein thực vật và axit folic, những chất có thể thúc đẩy quá trình bài tiết chất độc từ mạch máu, làm giảm hàm lượng chất béo trong máu, từ đó làm giảm lipid máu. Quả kiwi. Kiwi là một trong những loại hoa quả chứa nhiều protein phổ biến. Kiwi không chỉ có tác dụng ngăn ngừa bệnh mà còn rất giàu vitamin C, có thể giúp cải thiện chức năng tim, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm mức cholesterol trong máu. Điều này có thể ngăn ngừa sự hình thành của gan nhiễm mỡ. Tảo bẹ. Tảo bẹ không chỉ chứa các vitamin A, vitamin C và E với khả năng chống oxy hóa tốt, mà còn có nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Tảo bẹ chứa một lượng lớn iốt, có tác dụng làm giảm các triệu chứng của bệnh bướu cổ một cách hiệu quả. Tảo bẹ rất giàu axit béo không bão hòa và chất xơ, có thể thúc đẩy quá trình loại bỏ cholesterol trong máu và giúp đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể, ngăn bệnh gan nhiễm mỡ. Những yếu tố thúc đẩy hình thành mỡ gan. Ăn uống không lành mạnh, lười tập thể dục, mắc một số bệnh lý có thể khiến chất béo dư thừa tích tụ trong gan, tăng nguy cơ nhiễm mỡ. Khi cơ thể sản xuất, tích trữ quá nhiều chất béo, quá trình chuyển hóa bị ảnh hưởng. Tình trạng gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan, ung thư gan. Dưới đây là 6 thói quen làm tăng nguy cơ mắc bệnh này. Uống rượu thường xuyên. Uống rượu gây tổn thương tế bào gan, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến gan nhiễm mỡ do rượu. Uống một lượng lớn rượu trong thời gian ngắn cũng đủ gây tác động đến bộ phận này. Tuy nhiên, gan là cơ quan có khả năng tự sửa chữa, do đó bỏ rượu có thể hỗ trợ gan phục hồi sức khỏe. Ăn uống kém lành mạnh, lười thể dục. Ăn uống không lành mạnh, nhiều món giàu chất béo như đồ chiên rán, thức ăn nhanh dễ gây tăng cân, lâu dài có thể dẫn đến béo phì. Mỡ bụng tích tụ quá mức, nhất là loại nội tạng rất nguy hiểm, có liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ. Thiếu hoạt động thể chất có thể khiến cơ thể đốt cháy ít chất béo hơn, hình thành mỡ gan. Mỗi người nên tập thể dục khoảng 30-45 phút mỗi ngày, tránh những món chứa chất béo không lành mạnh. Ăn nhiều đồ ngọt. Tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường, món tráng miệng giàu đường có thể dẫn đến tích tụ mỡ trong gan. Những thực phẩm và đồ uống này chứa một lượng lớn đường fructose, có xu hướng tích trữ dưới dạng chất béo trong cơ thể. Nguy hiểm hơn là chất béo không được đốt cháy để tạo năng lượng thông qua hoạt động thể chất. Ăn nhiều cáp, tinh chế. Carbon hydrate, cát, chất đạm và chất béo là ba thành phần dinh dưỡng chính của cơ thể. Cơ thể phân hủy chất bột đường thành glucose. Glucose là nguồn năng lượng chính cho các tế bào, mô và cơ quan. Tuy nhiên, nạp quá nhiều các loại cát tinh chế như bánh mì, mì ống, bột mì trắng để lấy năng lượng có thể gây tác dụng ngược. Cát tinh chế có xu hướng làm tăng lượng đường trong máu sau khi tiêu thụ có thể gây kháng insulin, dẫn đến mỡ gan. Mắc bệnh lý. Một số bệnh lý cũng có thể là nguyên nhân khiến gan nhiễm mỡ. Tình trạng kháng insulin và tích tụ chất béo trong gan làm tăng nguy cơ dẫn đến hội chứng buồn trứng đa nang. Lúc này hormone trong cơ thể có thể bị mất kiểm soát, ngăn cản chuyển hóa chất béo hiệu quả làm tăng khả năng gan nhiễm mỡ. Người mắc bệnh này nên đi khám để kiểm soát biến chứng, sống lành mạnh theo hướng dẫn của bác sĩ. Rò rỉ hoặc các vấn đề về đường ruột khác do thiếu vi khuẩn lành mạnh trong hệ tiêu hóa cũng liên quan đến gan nhiễm mỡ. Đôi khi, đường ruột không khỏe mạnh có thể gây ra hội chứng tự sản xuất bia. Người mắc hội chứng này mang vi khuẩn trong ruột có xu hướng chuyển hóa thức ăn có đường hoặc tinh bột tạo ra nồng độ cồn bất thường, từ đó làm hại gan và tích tụ tế bào mỡ.